em ơi, giới thiệu với anh em chiếc 72 của vui em. Chiếc cái 3T68 này nè. Để cậu đóng em. Cửa máy bình đề đầy đủ giá 10 triệu anh em. Máy tình trạng có bung nắp rồi nước sẽ bắp lần anh em. Nắp đảm bảo cho anh em chưa lủng cho nước em. Tua 350 em. Rồi để tắt máy cho anh em coi đăng khảo em. Chơi lâm lâm anh em, chưa ra nhiều em. Bẻ thai cũng vui em. Bẻ thai lái 1 mét anh em. Vỏ máy bên này đầy đủ giá 10 triệu anh em ơi. Anh em nào có mua liên hệ luôn em. 3T68 nhà cậu mới đóng. Bẻ thai cũng vui láng mét em.